Tình hình là mấy việc anh nhờ em đã sắp xếp để làm chưa? Anh rất muốn ấy, cuốn tự truyện của Kiều Hân phải ra được ngay trong tháng này. À, việc xuất bản một cuốn sách ấy, nó cần thời gian thẩm định và biên tập lại ạ. Em sợ nếu anh muốn ra trong tháng này thì hơi khó ạ. Khó? Thì anh mới nhờ đến em. Bản thảo viết tay đã có sẵn đây rồi. Em cứ về đọc rồi chỉnh sửa đã được ấy mà. Vâng. Ồ, đến rồi đấy à? Nè, sao chị phải khổ thế? Đàn bà cứ bon chen quyền chức làm gì? Em nói hệt như anh Trường nhà chị. Nhiều người cứ nói chị tham quyền cố vị, cho nên những điều em vừa nói chị không bận tâm đâu. Chị bị cái cơ quan này nó quyến rũ đến mê mệt. Chị dồn bao nhiêu công sức vào nó, bao nhiêu tâm huyết vào nó, kể đi cái gì? Hay là bây giờ tất cả mọi người nhìn chị cũng đáng một xu nữa.